Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày mới được vui vẻ, tâm an, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc nha cô chú anh chị. Dạ xin thưa anh chị, em đang làm cái video này là chiều ngày 12 tháng 7 âm lịch ha các anh chị. Thì trong cái video này em chia sẻ gồm 3 phần. Cái phần thứ nhất là em sẽ chăm sóc và thực hành bón phân cho cây mai đã có nụ rồi. Phần thứ hai là em chăm sóc và thực hành bón phân cho cây mai chưa có mầm kim hoặc đã có mầm kim rồi. Phần thứ ba là em chăm sóc và bón phân cho cây mai chưa đủ tàn để hỗ trợ cho nó mau đi tàn trong cái giai đoạn này. Rồi đến cuối tháng 7 hoặc là giữa tháng 8, đầu tháng 8 mình coi cái bộ tàn nó như thế nào. Lúc đó mình mới bón phân tạo nụ cho cây. Thì trong video này em chia sẻ ba cái vấn đề này. Anh chị xem bao video của em có hữu ích, bấm tặng em like ha anh chị. Cũng đừng có tiếc chi like ha, bấm tặng em like để em có động lực đề cập thường xuyên lên cho anh chị xem, để anh chị nhớ và chăm sóc cây mai mình trong giai đoạn này. Thì cây mai trong giai đoạn này nó rất là quan trọng với anh chị. Anh chị không chăm sóc trong giai đoạn này thì đến cái ngày mà gần Tết á, tháng 9, tháng 10 đó, anh chị bình luận hỏi em cây mai anh chị chưa đủ tàn rồi, cây mai anh chị nó chưa có nụ rồi, anh chị hỏi em cách khắc phục như thế nào thì tới thời điểm đó là thua hết anh chị. Vì vậy anh chị nào mắc làm công việc thì làm, nhưng mà mình làm công việc rồi anh chị, chiều về mình hữu hỷ với cây mai, mình chăm sóc nó để có một cái cây mai, để có một người bạn để mình hữu hỷ anh chị. Rồi em quay lại với cái vấn đề chia sẻ anh chị. Rồi trên màn hình anh chị đang xem là cây mai cúc thọ hương ha. Cây mai cúc thọ hương này có cái bộ tàn và bộ lá nó rất là khủng anh chị, phát triển rất là ghê, rất mạnh. Thì cây mai cúc thọ hương này, hôm đầu tháng 7 em ra video, em bón phân gì anh chị? Anh chị còn nhớ không? Thì hôm đầu tháng 7 cây mai cúc thọ hương này em bón Super Lan đơn hiệu Long Thành ha. Vì sao em bón Super Lan đơn hiệu Long Thành hôm đầu tháng 7? Là bởi vì thời điểm đó, hôm đầu tháng 7 là những cái nụ này nè anh chị, là những cái nụ kim nó còn rất nhỏ. Thì sau khi em bón cho nó một cử Super Lan lỏng hôm đầu tháng 7 rồi, từ bữa bón tới bữa nay là cũng gần nửa tháng rồi, cũng mười mấy ngày vậy rồi. Thì bữa nay tất cả những cái nụ của nó bắt đầu nó lớn lên như hạt gạo thế này rồi. Cái nhánh này nụ nó hơi nhỏ nè. Cây mai này nói chung là nụ rất là nhiều luôn anh chị. Nè, cũng như cái nhánh mai này nụ nó cỡ như hạt gạo rồi nè ha. Nụ rất là rõ nét rồi nè. Có một số nụ là nó muốn to hơn hạt gạo nè. Cây mai này hiện tại giờ là nụ rất là nhiều luôn anh chị. Tết đảm bảo cây mai này nó đặt bông. Nó thì vào giai đoạn này, cái giống mai cúc của anh chị hoặc là cái giống mai dảo của anh chị, cây nào mà đã có nụ giống như cây mai cúc thọ hương này của em rồi thì anh chị nên bón phân gì anh chị? Mình nên bón phân gì để giúp cây mai của mình nó hạn chế nở sớm nè, và giúp cho những cái nụ này nó mau già. Và thì vừa rồi em cũng đã ra video hướng dẫn rồi anh chị, em nói là đối với cây mai cúc thọ hương hoặc cây mai dảo nào của anh chị mà vào thời điểm tháng 7 này đã có nụ rồi, anh chị nên bón phân 15-50 này giùm em ha. Đây là phân con gấu tím, công thức là 15-50 ha. Thì vừa rồi em đã ra video nói rất là kỹ về phân bón này rồi, thì anh chị xem rồi anh chị đã biết rồi. Thì bữa nay á, thì cái cây mai cúc thọ hương này của em á là em sẽ bón 15-50 này ha. Rồi bây giờ em sẽ bón cho anh chị coi. Đây, cái màu của nó là cái màu tím như thế này nè anh chị. Cái loại phân này á, là em rất thích. Thích có một cái á, là mình bón vào cây mai á, bắt đầu nụ nó lớn tới đâu là nó chắc, nó già tới đó. Mà anh chị hãy nhìn kỹ cái nụ á, nó có cái màu sáng rất là ngon lành. Em sẽ
chọn cách là giải ha. Đó, em giải sương sương như thế này. Rồi anh chị thấy nè, em giải đều giống như xả lúa như thế này nè ha. Thì sau khi em giải xong rồi, em tưới nước sương nhẹ nó một cái để cho phân nó hòa tan từ từ. Thì cái cách này của em là em chọn cách giải. Còn anh chị muốn ngâm với nước anh chị tưới thì anh chị lấy 1 gram hoặc là 1,5 gram, anh chị ngâm cho 1 lít nước anh chị tưới ha. Cái chậu của anh chị là cái chậu lớn nhỏ, tưới bao nhiêu lít thì anh chị tính cho cái lượng phân. Thì cái vấn đề này anh chị rất là dễ hiểu rồi, không có gì mà khó cả. Còn em thì em chọn cách giải để cho cái cây mai em á, nó ăn phân từ từ ha. Với lại em trồng nhiều quá anh chị, em ngâm tưới đầm biến lắm, với lại không có thời gian để mình ngâm tưới, chọn cách giải là nó mau lẹ nhất. Còn anh chị mà trồng gia đình chơi 5-10 cây thì anh chị nên chọn cách ngâm. Ngâm là nó, cây mai của mình nó bắt phân rất là mau lẹ ha anh chị. Rồi thì sau khi em rải phân rồi thì cũng có một số anh chị hỏi em là cây mai đã có nụ rồi, mình bón bao nhiêu lần là ngưng. Thì nó tùy thuộc anh chị, nó tùy thuộc vào cái cơ địa cây mai, rồi nó tùy thuộc vào cái nụ của cây mai mình lớn hay nhỏ nữa. Cũng như cây mai này bây giờ em bón là giữa tháng 7 nè, rồi đến cuối tháng 7 đầu tháng 8 em mới coi nụ như thế nào. Nếu mà tới đó nụ nó hơi to thì bắt đầu em ngưng, có thể là tới tháng 9 em mới bón tiếp. Còn nếu mà em bón bây giờ rồi tới đầu tháng 8 hoặc là giữa tháng 8 nụ nó cũng chưa lớn gì mấy thì em có thể là em bón lần hai. Nó tùy thuộc vào cơ địa cây mai và nụ của cây mai mình á, nó lớn nhỏ mình quyết định anh chị. Thì tiếp theo nữa là em chia sẻ cho những cái cây mai mà đủ tàn rồi nhưng mà mầm kim á, thì nó chưa có nhiều, nó có một ít mầm kim như thế này thôi. Thì đây là cái cây mai em đã hướng dẫn nhiều video trước đó về cách bấm chặn đọt cho cây anh chị. Thì sau khi em chia sẻ bấm chặn đọt rồi hôm đầu tháng 7 mấy cây mai nhỏ này em ra video em bón phân gì anh chị còn nhớ không anh chị? Em bón phân gì cho mấy cây mai nhỏ này hôm đầu tháng 7? Em bón chính là 20-20-15. Vậy tại sao hôm đầu tháng 7 em bón 20-20-15 vậy anh chị? Là em muốn cho cây mai em đi thêm 1-2 cây đọt nữa, bởi vì vào thời điểm đó cây nó chưa có đủ tàn, bộ tàn lá nó chưa có xum xê. Thì sau khi em bón rồi thì vào thời điểm này cây mai này có một bộ tàn nó cũng khá lớn. Cây mai mình nhìn cái bộ tàn nó rất là lớn rồi, bộ tàn lá xum xê rồi. Anh chị không muốn đi tàn nữa mà anh chị muốn tạo nụ cho cây thì anh chị bón super lăng cho em ha. Rồi bây giờ em sẽ bón thực hành cho anh chị coi luôn nè. Em xin nhắc lại nè ha, cây mai anh chị hiện tại giờ nè, anh chị thấy nè, mầm kim nè, nè có rất là nhiều mầm kim nè. Nè anh chị, đây là mầm kim nè ha. Nè mầm kim nè, nó còn rất là nhỏ nè. Những cái mầm này nè, anh chị mà bón đạm cao thì nó sẽ thành mầm chồi, hoặc là anh chị phun Atunit hoặc là tưới Atunit á thì nó sẽ thành là mầm chồi. Cho nên á, cây mai này bây giờ là em bón super lăng này ha. Đây là cái chậu 4, em bốc nhắm chừng khoảng chừng một gần muỗng canh ha. Thì cái công dụng của super lăng này á, thì em đã ra video hướng dẫn rồi anh chị. Rất là nhiều video hướng dẫn rồi, anh chị xem rồi thì anh chị đã hiểu rồi. Nó thì em giải xương xương như thế này ha. Giải xong rồi bắt đầu cái em mới tưới nước sương nhẹ nó một cái để cho những cái mầm kim này nè anh chị nó thành là nụ gạo sau này ha. Còn hiện tại giờ cơ địa cây mai này nó quá mạnh, nó còn đang đi đọt nè, anh chị bấm chặn đọt giùm em ha. Bấm chặn đọt xong rồi anh chị giải súp lăng sương nhẹ nó một cái giùm em để hỗ trợ cho những cái mầm kim này nè anh chị, nó thành là cái mầm gạo ha. Rồi tiếp theo là cây mai này anh chị thấy bộ tàn lá nó cũng xum xơ rồi. Hiện tại giờ nó cũng có rất là nhiều mầm kim nè anh chị. Nè mầm kim nè. Nè có rất là nhiều mầm kim nè. Đó. Rồi cây mai này em giải super lăng cho nó ha.
mình bốc nhắm chừng thì không có nói được cái liều lượng chính xác. Anh chị giải làm sao thấy nó đều 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 như thế này là ok rồi nè, xương xương như thế này là ok nè anh chị. Thì cái chậu 4 thì em nghĩ là nhắm chừng khoảng chừng gần nửa muỗng canh đó anh chị, chứ không có nhiều. Rồi tiếp theo là bộ đàn cây mai này ha, cũng đã xâm sơ rồi, nó cũng có rất là nhiều mầm kim nè anh chị. Rồi em cũng giải super lăng này ha. Thì ba cây mai nãy giờ em đang giải super lăng này á, là ba cây này đã có mầm kim nhiều hết rồi. Còn trường hợp cây mai anh chị á, bộ tàn lá nó đã xum sơ rồi mà nó chưa có mầm kim á, thì anh chị cũng nên giải super lăng này ha, để cho hỗ trợ cây mai anh chị nó sẽ phân hóa mầm qua thành cái mầm kim. Còn cây mai nào đã có nụ kim rồi thì anh chị giải super lăng này, thì cái nụ kim đó đó, nụ kim nãy giờ mà em nói đó, nó sẽ thành là cái nụ gạo sau này. Thì nãy giờ đầu video em đã chia sẻ hai cái vấn đề chính rồi ha, tiếp theo nó là em chia sẻ dành cho những cây mai mà chưa đủ tàn ha. Rồi đây là cái cây mai ghép nè, cái cây mai này á là em muốn cho nó đi tàn nữa, vậy thì em bón phân gì? Thì em cũng vẫn bón 20-20-15 thôi anh chị. Vậy thì tại sao đối với cây mai tàn ít em không bón 30-10-10 hoặc là 20-10-10 mà em chỉ bón 20-20-15 thôi? Là bởi vì em không có muốn bón hai cái loại phân đó vào mùa mưa này, bởi vì hai loại phân đó là nó có cái hàm lượng đạm cao, bón vào mùa mưa này thì cây mai anh chị nó sẽ phóng đọt thưa mất lá. Vì vậy em chọn cái công thức này để em bón cho cái cây mai này, để giúp cho cây mai mình vừa đi tàn nè, vừa mọc cành mọc cốt ha. Nó thì em cũng bốc nhắm chừng khoảng chừng đây là cái chậu 4, em bốc nhắm chừng khoảng chừng hơn muỗng cà phê một tí nè. Thì anh chị xem video của em hoài thì anh chị cũng biết rồi, mấy cây mai này nè anh chị, mấy cây mai này nè, hôm đầu tháng 7 em bón phân gì anh chị? Em bón chính là 20-20-15. Thì sau khi em bón 20-20-15 này rồi, vào thời điểm này nó đã đủ tàn rồi, nó đã có mầm kim hết rồi, thì giữa tháng 7 này em bón super lăng này, hay nãy giờ em đã bón super lăng cho anh chị coi rồi đó. Còn vào thời điểm này nè, cây mai nào mà của mình chưa có đủ tàn, anh chị muốn bón phân giống em thì nên bón 20-20-15 ha. Vào mùa mưa này cái công thức này nó rất là phù hợp, nó hỗ trợ cho cây mai anh chị đi tàn, đi tàn tới đâu là nó mập tới đó. Còn những cái phần đọt nào mà nó ra trước đó thì nó cũng phân quá mầm qua. Cái công thức 20-20-15 này á, cũng là công thức tạo nụ đó anh chị, nhưng mà nó phù hợp bón cho những cái cây nào mà nó chưa đủ tàn. Còn cây mai nào của mình đã có bộ tàn lá xum sơ rồi thì anh chị bón super lăng giống em ha, để hỗ trợ cho nó phân quá mầm qua như nãy giờ em đã nói. Thì em là nhà vườn cho nên em trồng á, thì em cũng phải tính toán tới cái việc mà tới tháng 8 tháng 9 này á, cây mai của mình nó phải có nụ để mà cung cấp vào ngoài thị trường, nhất là những anh chị ở ngoài miền Trung miền Bắc á. Cho nên á, em là nhà vườn em cũng phải tính toán tới cái việc này, mình phải làm cho cây mai mình nó có nụ, rồi tới tháng 8 tháng 9 anh chị nào mà có nhu cầu thì em ở đây cũng có để mà cung cấp cho anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một cái vấn đề này nó cũng hết sức là quan trọng nha. Rồi anh chị thấy cái cây mai tàn lớn trên màn hình này của em, hôm đầu tháng 7 em ra video em bón phân gì anh chị? Em bón super lăng. Thì cái cây mai cúc thọ hương đó đó, hôm đầu tháng 7 em bón super lăng, vậy mà bây giờ nó đã lên nụ rất ngon rồi. Còn cây mai dảo này em bón hôm đầu tháng 7 cũng là super lăng, nhưng mà bây giờ nụ nó chưa có lên anh chị, nó cũng vẫn là nụ kim, nó cũng vẫn là nụ kim như thế này. Anh chị hết sức lưu ý điểm này giùm em ha. Mình đã bón qua một lần super lăng rồi mà nụ này hiện tại giờ nó cũng chưa có lên nụ. Vậy thì cái trường hợp này nè, có rất là nhiều anh chị hỏi em á, bón qua một lần rồi nó chưa lên nụ, vậy thì có bón lần hai không? Thì em xin thưa là bón lần hai nha anh chị. Rồi bây giờ bữa nay em sẽ bón lần hai cho anh chị thấy. Nhưng mà lần hai này nè, anh chị bón loãng thôi.
Đây, em bốc nhắm chừng khoảng chừng gần gần nửa muỗng canh ha. Cái chậu này là cái chậu năm lúc ban đầu em giải á, là gần một muỗng canh, còn bây giờ là em bốc như thế này thôi là gần nửa muỗng canh thôi, em giải lỏng thôi cái anh chị. Em giải lỏng xương đối diện cái thôi. Rồi giải xong rồi anh chị tưới nước nhẹ nó một cái để cho cái phân lăng này nè nó hòa tan từ từ ra. Rồi tới lần 3, nếu mà tới tháng 8 mà nó chưa có nụ á, thì lúc đó miền Tây Nam Bộ mình đây anh chị muốn có nụ phải không, là giảm cái lượng nước tưới bớt là nó bắt đầu nó sẽ vào nụ thôi anh chị. Rồi tới giữa tháng 8 hoặc đầu tháng 8 á, tới cử bón phân tiếp á, muốn bón phân NPK đó thì anh chị lấy công thức 20-20-15 bón cho em là nó sẽ lên nụ ngay thôi anh chị. Còn bây giờ là mình giải cho nó một cử super lăng lần 2 nữa, nhưng mà mình giải lỏng thôi. Rồi tới đầu tháng 8 á, coi lên nụ chưa. Nếu mà chưa lên nụ, áp dụng thêm cái cách là siết nước từ từ, giảm nước từ từ á. Rồi tới cái cử mà bón phân á, anh chị lên NPK 20-20-15 bón cho em thôi, bắt đầu sẽ lên nụ thôi, lên rất là lẹ. Chào rồi, video này em xin kết thúc tại đây ha. Thì nãy giờ em đã nói rồi, những cây mai nào mà tàn lớn, nó chưa có mầm kim hoặc là nó có mầm kim rồi, anh chị muốn cho lên nụ gạo, anh chị nào trước đó chưa bón super lăng thì nên bón super lăng giùm em ha, vào giai đoạn này để hỗ trợ cho những mầm kim mà nãy giờ em nói đó, nó phân quá mầm qua và nó thành cái nụ gạo sau này. Còn cây nào đã có nụ kim rồi thì nó làm cho những cái nụ kim đó thành cái nụ gạo. Còn trường hợp mình đã bón qua một lần rồi thì bây giờ á, mình coi nụ nó chưa có tiến triển thì bón thêm lần 2 rồi ngưng giùm em ha, không có bón nữa. Rồi áp dụng thêm cách là siết nước là nó sẽ lên nụ thôi anh chị. Nhưng mà cái vấn đề này từ từ em sẽ ra video hướng dẫn tiếp. Rồi, em kết thúc video ở đây ha.